Chuyện đó lại tới nữa rồi mọi người ơi. Có rất là nhiều bạn comment là chị hãy làm thử thách những món đồ ăn bằng túi to đi chị. Ôi giời, tưởng cái gì hả, bình thường hả, kiếm mua khó thôi. Bạn nào mà lỡ thử hỏi bên đây ai là người sử dụng Shopee nhiều nhất, trời ơi thì bên đây, từ sikula nè, si gum nè, bột trái cây rồi mì trẻ em cho tới xí mùi là kẹo mút rồi trứng khủng long bla 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 bla. Mọi người hãy xem mà trong những món đồ này mọi người đã ăn bao nhiêu món rồi, còn những món đồ nào mình chưa kiếm được thì comment cho mình biết nha. Ê mà mình nhớ hồi nhỏ trứng khủng long trong bịch là khoảng tầm 5-6 trứng, mà sao bây giờ có 2 trứng vậy? Thiệt tình luôn á, không lẽ tuổi thơ mà cũng bị cắt xén nữa hả trời. Mà nói tới tuổi thơ dữ dội là phải chơi cái món đồ chơi này. Để coi nha, hồi nhỏ mình chơi cái môn này rất là giỏi luôn, thổi bóng rất là to. Còn bây giờ thì trời ơi bóng trái tim luôn nha, giỡn hoài. Tự nhiên ngồi lục lại cái ức mình nhớ hồi xưa bánh kẹo ăn thấy ngon lắm mà ta. Sao giờ ăn nó thấy dở gì vậy trời. Bữa nay á mình làm về món ăn tuổi thơ rồi, sắp tới 15 tháng 3 ngày siêu hội tiêu dùng, cũng là ngày siêu sale đầu tiên của năm trên Shopee. Mình sẽ tìm kiếm những món đồ chơi tuổi thơ hả để quay review mọi người xem tiếp ha. Tính ra có con cũng vui lắm nha mọi người. Mình sẽ lấy cớ là mua đồ chơi cho hai bà nhỏ con của mình để mình có thể mình chơi ké mà không bị mang tiếng là lớn già đầu còn chơi đồ con nít. Ấy cái này vui nè, không nhớ tên là cái gì hết trơn ấy mà cứ ném vô trong tường nó dính dính, ném vô trong tường nó dính dính. Giờ mình có này nè, mình quýnh chồng vui nè. Rồi giờ chồng gì tầm này nữa mà giành đồ chơi của nhau, tức là